Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần chơi chiến sĩ và những người bạn của Cục Kỹ thuật Quân khu 1. Và ngày hôm nay thì hai khách mời của chương trình sẽ là hai người đẹp xứ Trà, đó chính là bạn Thu Trang và bạn Minh Ngọc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tìm hiểu kỹ hơn về hai đội chơi. Đầu tiên là đội ý tưởng với sự xuất hiện của bạn Thu Trang. Đội ý tưởng chúng tôi với lòng đam mê, sự nhiệt huyết và sức trẻ của các chiến sĩ Cục Kỹ thuật Quân khu 1 chắc chắn sẽ đem lại những ý tưởng mới mẻ, độc đáo và đem những ý tưởng đó trở thành hiện thực. Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết, hiệp đồng, lập công, tập thể. Chúng tôi đội ý tưởng. Và tiếp theo là đội sáng tạo với sự xuất hiện của bạn Minh Ngọc. Đội sáng tạo của chúng tôi luôn muốn tạo ra những ý tưởng độc đáo, có hàm lượng trí tuệ cao và đặc biệt có khả năng ứng dụng vào thực tế một cách hiệu quả nhất. Yêu xe cho bọn, quý xanh như máu, giữ tốt chủ quyền, an toàn tiết kiệm. Nhiệm vụ đầu tiên của hai đội ngày hôm nay sẽ là vận chuyển những hòm vật tư lên xe để thực hiện hành quân cơ động. Và như tôi thấy rằng là chiếc thùng này rất là nặng. Và chắc chắn hai đội chơi của chúng ta phải hết sức cố gắng này và nhanh chóng thì mới thực hiện thành công được phần chơi này. Hai đội chơi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! 3, 2, 1, bắt đầu! Và nhiệm vụ đầu tiên của hai đội đó chính là vận chuyển các vật tư lên xe để thực hiện hành quân cơ động. Mỗi chiếc hộp này có cân nặng khoảng gần 30 cân. Hai đội cố lên! Cố lên! Cố lên! Rất nhanh chóng hai đội đã thực hiện những bước đầu tiên trong chuyến hành quân ngày hôm nay. Hai đội chơi đang vận chuyển những hộp vật tư lên xe rất nhanh và đúng kỹ thuật. Hai đội cố lên. Hai đội đã xong công đoạn vận chuyển thiết bị vật tư lên xe. Giờ thì hai đội lên đường thôi. Lại một tình huống tiếp theo. Là gì vậy? Các đồng chí chú ý. Trong quá trình hành quân, xe chúng ta bị thủng lốp. Bên phải, phía sau, bên ngoài. Tôi ra nhiệm vụ cụ thể sau. Tôi và chị Tuấn Anh có nhiệm vụ kê kích, tháo lốp bị thủng. Đồng chí Khôi có nhiệm vụ tháo lốp dự phòng. Đồng chí Trang có nhiệm vụ chuẩn bị dụng cụ. Như vậy là sau khi giao nhiệm vụ xong thì đội chơi ý tưởng đã bắt đầu thực hiện những thao tác đầu tiên. Và theo tôi quan sát đầu tiên là họ đang đặt kích để có thể nâng xe lên và tháo chiếc lốp ra. Các đồng chí chú ý, hiện nay xe chúng ta trên đường hành quân cơ động bị thủng lốp ngoài bên phải phía sau. Sau đây tôi giao nhiệm vụ các đồng chí như sau. Tôi và đồng chí Nam tháo lốp chính. Đồng chí Ngọc và đồng chí Bàn tháo lốp xe vào. Đồng chí gió nhựa bắt đầu thiền luôn. Đội ý tưởng thì đang thực hiện những thao tác hết sức là chính xác và nhanh chóng. Mà nhìn Thu Trang thực hiện thì tôi cảm giác rằng là cô ấy không còn phải là một người đẹp xứ Trà nữa mà là một chiến sĩ của Cục Kỹ thuật Thực thụ. Ý tưởng cố lên. Cố lên nào. Tháo chiếc lốp thủng này ra để có thể thay lốp khác. Và theo như tôi được biết thì chiếc lốp này cả vành cả lốp tổng cân nặng là 60 kg. Và lúc này đây thì tôi thấy rằng là đội ý tưởng đang rất hợp tác, sự đoàn kết để có thể tháo chiếc lốp này ra. Cố lên nào, nhanh lên. Sang.
Tôi đang băn khoăn rằng không biết ngày hôm nay thì hai cô gái của chúng ta, hai người đẹp xứ Trà sẽ thực hiện những bước như thế nào. Vì thường thường họ được biết đến những vẻ đẹp rất là thanh cao, vẻ đẹp nhẹ nhàng. Nhưng ngày hôm nay sẽ phải trải nghiệm một công việc đó cũng là những nhiệm vụ của chiến sĩ kỹ thuật thực thụ. Thưa quý vị các bạn, khi mà bê thử chiếc gốc này thì cuộc sống càng ngày tôi thấy rất là nặng và chắc chắn rồi. Nếu như một mình tôi hay một mình các chiến sĩ thì không thể được, nhưng với sự đoàn kết, sự hợp lực của đội sáng tạo thì chắc chắn rằng họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Mệt quá. Lần đầu tiên được tham dự chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ thì tôi cảm thấy là các chiến sĩ ở nơi đây thì rất là gần gũi, và bên cạnh cái sự năng động, nhiệt huyết thì các chiến sĩ còn có một sức khỏe và sự đoàn kết. Điều mà để lại cho tôi, mà làm khó tôi đó là phần tháo lắp lốp, mà trong phần này thì những cái lốp khá là to và rất nặng. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm nên có gặp đôi chút khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của các đồng đội thì thực sự tôi đã vượt qua được cái khó khăn đó. Và ngày hôm nay thì tôi nghĩ mình đã trở thành một chiến sĩ thực thụ. Tôi ấn tượng nhất đấy là vận chuyển cái những thùng vật tư lên xe trên đường hành quân cơ động. Tại vì đây là một công việc khá là vất vả và khá là khó đối với bản thân tôi. Tại đây lần đầu tiên tôi được tham gia những nhiệm vụ mà khó khăn như thế. Nhưng được sự giúp đỡ của các đồng đội thì tôi cảm thấy là những công việc đấy nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Như vậy là cả hai đội ngày hôm nay đã hoàn thành xuất sắc phần chơi của mình. Đội ý tưởng và đội sáng tạo đều rất cố gắng. Nhưng đội nhanh chóng hơn, chính xác hơn, đó chính là ý tưởng. Và xin chúc mừng các bạn. Xin chào các bạn.